nếu mình về nhà mình giữ một vị thế là một đứa con thì cho dù ngoài kia mình là ai chăng nữa, nhưng ở đây là giới luật của gia đình, thế thì vị thế của mình là con thì mình phải cư xử là một gì, là một đứa con. Thì thưa các ngài, trong trả nợ cho cha mẹ thì nó có 4 tầng trả nợ. Tầng thấp nhất nhưng là đẻ móng nhất trong cái nhà mình ấy, cái chi phí ít nhất là chi phí đẻ móng. Còn chi phí nội thất, cái phần nội nó mới nhiều tiền, còn chi phí phần chìm là ít tiền. Các ngài không nhận không? Nhưng nếu vứt cái chi phí phần chìm đi thì cái nhà nó sao? Cho nên cái việc đầu tiên của một người con mà phải làm đó chính là nhiệm vụ hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính chỉ đơn giản là cái lễ phép thôi, mà lễ phép từ tâm ấy. Ví dụ như bê cho mẹ cốc nước, nấu cho mẹ bát cháo, rồi là dặn cho mẹ bộ quần áo, rồi là nói năng thì mẹ nói xong thì để mẹ bình tĩnh lúc khác bình luận, chứ không phải nói xong cãi xong. Đó, cái này là cái bệnh này nó nhiều lắm, hiếu kính. Và thường cái bệnh này nó chết ở những người thành công. Thì nguyên tắc thành công thì mình vốn dĩ được những người khác tôn vinh, xong từ cái thói quen tôn vinh ấy thì để mang về nhà và bắt người khác cũng tuân thủ. Và thường mở mồm ta nói câu thì ở ngoài kia ta nói nghiêm ta nghe, tại sao về nhà có hai cái này tôi nói không được ha. Đấy, thế thì thưa cả nhà, cái này chúng ta phải học một cái từ gọi là từ thế giới. Giới tức là giới gì ạ? Giới luật. Thế gọi là vị thế. Vậy nếu mình về nhà mình giữ một vị thế là một đứa con thì cho dù ngoài kia mình là ai chăng nữa, nhưng ở đây là giới luật của gia đình, thế thì vị thế của mình là con thì mình phải cư xử là một gì, là một đứa con. Ở ngoài kia mình là chủ tịch của nhiều tập đoàn đi chăng nữa, nhưng về nhà thì mình là người của một người chồng của gia đình, thì giới luật thuộc về ai? Vợ. Có hiểu không cả nhà? Tức là vậy thì nó như tắc kè nổi màu ấy, mình đi đến đâu mình phải biết gì, mình phải tuân thủ cái gì, là quy luật. Vậy thì nếu mà tôi có là vua chúa đi chăng nữa, nhưng tôi đến nhà bạn tôi ăn cơm, tôi ở nhà bạn thì tôi phải tuân thủ giới luật của nhà bạn. Vì vậy bố mẹ bạn bước vào dù họ là ai tôi cũng phải chào chúng. Có đúng cả nhà? Nó đơn giản là vậy thôi. Vậy thì cái đấy nó gọi là hiếu kính. Còn mình ở ngoài đời mình có là ai đi chăng nữa, về nhà mình vẫn là một thằng con. Và nhiệm vụ của mình phải gì? Tôn kính cha mẹ hết. Khi cha mẹ nói câu này bạn ơi, bố biết cái gì mà nói. Cái này bây giờ bố lạc hậu mình không biết cái gì cả. Tức là mình bị một thứ là mình hay rơi vào vùng gì? Tranh luận. Cái việc mình nói là đúng sự thật không? Đúng, nhưng biết nhiều không bằng biết điều. Mà tranh luận là con hơn bố thì để làm gì? Để làm gì? Để cho bố mình phục mình à? Sao thấy hay vậy? Rất nhiều người bị thế này. Nó chỉ vì cái tôi cá nhân và mất đi chữ kính. Mà càng thăng giỏi thì càng dễ bị dính thế này. Càng thăng ở ngoài mà nhiều người tôn vinh thì càng dính thế này. Còn có khi nghèo tí nhìn thì bố thì còn khiếp. Thế thì cái này là bệnh của các doanh nhân mà không tẩy dễ sinh cái này. Thì cái này gọi là hiếu kính. Các ngài hiểu cái này chưa? Vậy thì như các con bây giờ bé thế này có tạo được cái hiếu kính không? Vậy cụ thể bây giờ mà cha mẹ đang làm việc nặng thì mình có dừng tay lại giúp cha mẹ đi không? Đấy là hiếu kính. Ví dụ mẹ mình thích uống cốc nước, đi làm về pha cốc nước cho mẹ. Không, thì đấy là hiếu kính. Hiểu con gái. Vậy thì từng cái hành vi đó nó sẽ làm gắn kết cái tình cảm gia đình. Nhưng ngược lại trong một vị thế là mình đến cơ quan
mà cái thế, cái giới luật cơ quan mình là chủ tịch hội đồng quản trị, thì giới luật cơ quan là mình thiết gì, mình thiết làm, vì vậy mình phải là người quyết. Nhưng mà về nhà thì đây là một gia đình, thì nếu ở nhà ông bà nội thì để ông bà nội quyết, còn nếu ở nhà mình thì để vợ mình quyết. Thế cho nó ngắn gọn, việc gì cho nó đau khổ. Nhân chiếu ở nhà, em xin chào các bạn. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.